theo làm cho sao nha. Sẽ nhà xe quá ngon nha, quá ngon quá, với cá nè, quá ngon, quá ngon nha. Rồi ra tới đủ nha, chín rồi nha. Rồi mời cả nhà xem tiếp theo nhé, quá ngon nha. Quá hấp dẫn. Mình trở về vậy nè. Nửa chiên, nửa nấu canh, nấu canh với rau muống đồng. Quá ngon nha. Quá hấp dẫn. Rồi, cũng sôi đó nha. Chín rồi đó. Quá ngon nha. Đầu nha, đầu nấu bên cua. Viên khúc giữa. Quá ngon nha. Viên khúc giữa à, nấu bên cua. Cho muỗng đồng. Còn lúc đuôi mình chiên. Chiên tươi nha. Chấm nước mắm. Rồi, mời cả nhà xem tiếp theo. Mời cả nhà ăn cùng nhé. Với gia đình đó nhỏ. Quá ngon cả nhà. Wow. Quá ngon cả nhà. Quá hấp dẫn. Phục dậy cả nhà. Cầu cá nha. Đây, khúc giữa nè các bạn. Một trăm. Quá tiền. Ngon quá. Rồi, cả nhà xem và ăn cùng nha. Quá ngon nha. Rồi cũng chín rồi cả nhà, đây còn cái dĩa nha. Quá ngon quá nha, quá ngon quá tuyệt cả nhà. Quá tuyệt. Rồi ra ra ăn thôi cả nhà ơi, cả nhà nhé. Ê luôn cả nhà nhé. Thì cũng chín hết cả nhà. Cả nhà xem ăn cùng với con nhỏ nha. Quá ngon cả nhà. Cá tai tượng chiên tươi. Quá gạo sống cả nhà. Xà lách. Nước thơm à, với đây canh chua cá tai tượng. Cả nhà xem nha. Thank you.
chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình bé nhỏ. Hôm nay ăn cá tây thượng cả nhà, chiên nấu canh với vòng với gà muỗng đồng. Mời cả nhà nha, muỗng đồng nha. Quá hấp dẫn. Chiên tươi chấm nước mắm quá ngon nha. Mắm mềm nè, mắm mềm mắm mềm mắm mềm mắm mấy nhà cá tây thượng một cái nhà nhá. Mở nha. Tự chăn quá. Mình cay á. Ít thôi. Muốn đồng. Mùi chua. Mở cái nhà. Cá đại trưởng nha, món canh rồi muốn đọc quá ngon. Mới nhà ăn cá tây thượng với ta. Quá hay. Mới nhà. Mời dạy nha. Bảo trợt. Nhỏ nhỏ chợ cá 2kg nha, 2kg mấy nha. Về các con nữa chia làm hai cửa con canh đi là muốn đồng cửa chiên chiên tươi chấm nước mắm nhà nào. Thank you.
Bởi nha. Nó nhỏ bị mắc nghẹn rồi. Chế nước. Nó tâm dạ. Chua rồi. Chua rồi. Càng lâu không? Đó. Con chua. Ngon như cái nắp rồi. Wow. Cá tài tử. Chiên khúc. Còn nữa chiên. Còn nữa nấu canh. Mời cái nha. Mở nhảy á. Nó cũng đông nữa. Cá bao nhỏ này ngon không? Ngon. Biết tính lắm luôn. Nó là lỗ quá hồi rồi. Ngoài. Mấy cái này á. Ăn rồi. Ăn vừa ăn. Hút cơm ăn ngon. Nhưng mà hết cơm mình ăn ngồi. Ừ. Quá ngọt nha. Gà giống khóng. Nói chuyện cực kỳ tuyệt vời. Mình sẽ nhặt. Tấm chóc. Hai mẹ con ghê vậy. Mà mò không? Tại đừng đói. Không mỏi.
Mở cái nha. Đâu có lặng em. Hai cái đậu á. Đã mà. Quá nè. Ăn một miếng cá nữa. Ừ, không nữa. Ăn nó thiệt. Ngon quá. Hôm nay mẹ chiên dầu ngon quá. Muốn cha. Ừ. Mỡ quá. Nó giờ. Ngon thiệt luôn nè. Rất kìa chai. Đủ rồi à. Bữa đó. Dễ lắm. Quá ngon cái nha. Cái này ăn mồi không? Ăn mồi không cái nha. Ngon lắm. Nát. Như là mình chưa giòn á. Tám mỏng không? Mấy hả? Thôi. Ủa? Mình ăn. Mẹ ngon hả? Mình ăn. Thì hai người ăn chung. Wow. Ngon. Ngon thịt ngon. Ừ, ngon. 10 điểm. Một khấu à. Ba rồi. Đâu? Hả? Muốn giờ? Không. Không ăn mà. Ăn. Đây nó ra đây. Đây. Ra đây. Cái này ăn lựa nha. Tại nó sự bự sườn bự lắm nhưng mà ăn ăn được. Ăn được. Ăn da thôi. Ăn da. Một khóc. Còn cháy luôn. Hả? Có một cạn rồi, có cái này. Video tới đây cũng xin phép kết thúc. Hẹn lại video sau nha. Bye bye. Bye bye. Nhớ tim nè. Chốt like này. Nhớ ký nha. Thank you.